Chào các bạn nha. Bây giờ bắt đầu gió mạnh này nha. Lên được mấy con rồi. Bất chủ luôn. Bốn con nha các bạn. Con này quá xa. Quá trống à, đã luôn. Liễu vào đó rồi. Dưới mắt gió là lên được. Hoa dại. Thank you.
yếu quá rồi, không được các bạn ơi. À, dù muốn rớt không à. Con luôn. Vậy mà mày gỡ dịu dưới đó mày lên hả? Gỡ dịu ở dưới một tí đi lên đây hả? Tí chu cơ lên đây hả? Đi sớm lắm mà ghế đó nằm dốc. Trời muốn chuyển mưa hay sao á. Sáu con nha. Im ru nha. Đó. Gió rút lên á. Quá cỡ. Đứng dậy luôn nè. Đây ba con, bên kia ba con là sáu con. Nó thấy luôn, xíu à. Ăn bày không?
Rồi, chụp hình được 6 con. Rồi thôi, video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có gió lại rồi đó.